trân trọng kính chào quý khách. Xin kính chào quý vị và các bạn. Du Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 Đại lộ Võng Liên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi Kia Sorento, máy xăng, động cơ 2.4 số tự động, phiên bản full. Đây là hai chiếc Kia Sorento full option. Một chiếc màu đen sản xuất năm 2016 và chiếc màu trắng sản xuất năm 2015. Hai chiếc xe này ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn có thêm sự chọn lựa. Sorento 7 chỗ máy dầu, máy xăng, số tự động, động cơ 2.4 AT. Một chiếc màu trắng 2015 và một chiếc màu đen 2016 với giá tiền 695 triệu đồng và 668 triệu đồng là hai chiếc xe Kia Sorento như các bạn nhìn thấy đây. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi đến chiếc màu trắng 2015 bản full option, động cơ 2.4 số tự động. Xe được trang bị cảm biến quanh xe, đèn bi xenon siêu sáng, rửa đèn pha tự động, 4 la răng đúc 4 phanh ABS. Cỡ lốp của chiếc xe này là 235/60R18, một loại khá là cỡ lốp khá là to. Và xinh nhan trên gương, còn giải đèn led cũng như là tay nắm cửa mạ chrome. Chiếc xe này thì hiện nay đang được bán với giá là 668 triệu đồng. Một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, máy xăng, động cơ 2.4, cửa sổ nóc. Bây giờ chúng ta sẽ đi thêm vào bên trong để xem xe nó có những gì. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, ghế chỉnh điện, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, vô lăng tích hợp bàn phím, có cruise control, đi ga tự động, để ấn nổ start up, màn hình camera lùi, có hỗ trợ dừng đỗ và động cơ eco tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra thì xe được trang bị hệ thống cửa sổ nóc panorama toàn cảnh. Đây là hệ thống cửa sổ nóc panorama toàn cảnh 7 chỗ ngồi. Và chiếc xe này thì hiện nay được trang bị xe được trang bị 10 túi khí 7 chỗ ngồi. Đây, nội thất của xe đây. Với cái khoang hàng ghế thứ ba, khi chúng ta gập xuống thì chúng ta sẽ có một cái khoang cốp chở đồ rất rộng các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đi xem kỹ hơn về phần nội thất. Dung Audi xin giới thiệu lại với quý vị các bạn về các trang thiết bị trong xe. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện tự động, ghế chỉnh điện, nhớ ghế 2 chế độ, vô lăng tích hợp bàn phím, có cruise control, đi ga tự động, hỗ trợ dừng đỗ, động cơ eco, tiết kiệm nhiên liệu. Xe được trang bị cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, màn hình camera lùi, để ấn nổ start up, 10 túi khí. Xe có thân vỏ màu trắng. Nội thất là ghế da táp ly táp lô màu đen, trần nỉ, hệ thống cửa sổ nóc panorama toàn cảnh. Và chiếc xe này hiện nay đang được bán với giá là 668 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ đi về mặt kỹ thuật của chiếc xe. Chúng ta sẽ kiểm tra về mặt kỹ thuật của chiếc xe. Thì đầu tiên chúng ta kiểm tra, đây là chỉ của cánh bên phụ. Đây là chỉ cánh phụ các bạn nhé. Đây là phần tai và phần bản lề của cánh phụ. Tất cả còn nguyên, không mất một phân chỉ nào. Tiếp đến là chúng ta kiểm tra về phần chỉ của cánh sau bên phụ. Đây ạ. Tất cả còn nguyên zin. Đây là bản lề, phần tai. Chưa mở con ốc nào các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần cốp. Thì đây là hệ thống máng nước của cốp. Thì các bạn nhìn thấy đinh tán này, keo của nhà máy này, còn nguyên zin. Bên này cũng vậy. Đây, còn tất cả còn nguyên.
Thứ hai nữa là các bạn nhìn thấy ốc của cốp còn nguyên zin chưa mở. Đây là phần chỉ cốp. Và đây ạ, đây phần chỉ cốp đây nhé. Phần chỉ cốp đây ạ. Tất cả còn đều nguyên zin hết. Với cái khoang cốp này thì còn rất là mới quý vị nhé. Xe sản xuất 2015, đến nay là được 5 năm rồi. Nhưng chủ xe rất là giữ gìn. Vì vậy cho nên là toàn bộ cái đồ nhựa này cũng còn rất là mới. Và cũng nói luôn với các bạn là chiếc xe này được trang bị hệ thống 3 hệ thống tuần hoàn. Ơi anh em. Ơi. Cerato số sàn màu đen có. Có. Khách đang xem à? Xe thì chiếc xe này cũng được trang bị hệ thống điều hòa 3 vùng. Đây, 3 vùng điều hòa các bạn nhé. Đây là vùng điều hòa thứ 3. Còn đây, cửa sổ nóc panorama toàn cảnh. Về phần keo chỉ của cốp đít chúng ta đã kiểm tra xong. Thế còn đây, đây là phần keo chỉ của cánh đằng sau bên lái. Các bạn nhìn thấy chỉ không mất phân nào. Phần tai, đây là phần tai và phần bản lề còn nguyên zin. Tiếp đến là phần chỉ của cánh lái đây. Đây là phần chỉ của cánh lái các bạn nhé. Đây là phần tai, phần bản lề. Rồi, đây là vết bẩn chứ không phải là, đây là vết bẩn nha, không phải là mất chỉ nha các bạn nhé. Vết bẩn là keo. Rồi, đây là phần tai của cánh lái. Bây giờ chúng ta sẽ đi về phần khoang động cơ cũng như là phần đầu của chiếc xe. Đây là phần khoang động cơ và phần đầu của chiếc xe. Khi mở nắp cabo lên thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay rằng là ốc cabo còn nguyên zin chưa mở các bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên zin chưa mở. Đây, ốc cabo nguyên zin chưa mở. Phần chỉ của cabo. Đây ạ, phần chỉ của cabo đây. Chỉ ở cabo đây nhé. Đây, ốc cabo nguyên phần tai đây các bạn nhé, cũng còn nguyên zin hết. Cụ giảm sóc, đinh tán, phần rằng bên này cũng vậy, phần rằng tất cả còn nguyên vết bụi cửa thời gian các bạn nhìn đấy. Xe chất thì bán cả đất, xe chất này em cứ xin phép em bán cả đất cho quý vị. Xe còn rất bẩn, nguyên vết bụi của thời gian. Và chiếc xe này hiện nay em đang bán với giá là 668 triệu đồng. 668 triệu đồng các bạn nhé, cho một chiếc Sorento 2015. Vâng ạ, đây là một chiếc Sorento 7 chỗ ngồi máy xăng 2.4 AT được sản xuất năm 2015 bản full option. Xe được trang bị cảm biến quanh xe, rửa đèn pha tự động, 4 la răng đúc 4 phanh ABS, gương kính chỉnh điện, cụp điện, nhớ ghế chỉnh điện, nhớ ghế điện, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, động cơ eco tiết kiệm nhiên liệu, cửa sổ nóc panorama và trang bị 10 túi khí. Chiếc xe này hiện nay đang được bán với giá là 668 triệu đồng. Thế còn tiếp theo đây là chiếc Sorento 2016. Chiếc Sorento 2016 này cũng phiên là phiên bản đủ và xe được trang bị cảm biến quanh xe này, đèn cửa vi xe lông siêu sáng, rửa đèn pha tự động, 4 la răng đúc 4 phanh ABS, xinh nhan trên gương, tay nắm cửa mạ chrome, chìa khóa thông minh, ghế chỉnh điện, nhớ ghế điện, gương kính chỉnh điện, cụp điện, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử,
cruise control đi ga tự động, rồi là hỗ trợ dừng đỗ, cũng như là động cơ eco tiết kiệm nhiên liệu, màn hình camera lùi để ấn nổ start stop, điều hòa 3 vùng tự động độc lập, cửa sổ nóc panorama toàn cảnh. Xe để màu đen, nội thất màu kem. Và chiếc xe này hiện nay đang được bán với giá tiền 695 triệu. 695 triệu là giá của chiếc Kia Sorento này các bạn nhé. Một chiếc Kia Sorento 7 chỗ 2016 bản full option. Xe thì đấy, như cũng như mình đã giới thiệu rồi, xe được trang bị 10 túi khí này. Xe được trang bị 10 túi khí, cửa sổ nóc panorama toàn cảnh, màn hình camera lùi để ấn nổ start stop, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, động cơ eco tiết kiệm nhiên liệu, hỗ trợ dừng đỗ, 3 vùng điều hòa. Cũng như chiếc xe màu trắng kia, nhưng mà chiếc xe màu đen này thì cũng như chiếc màu trắng, nên chiếc xe màu đen này thì nó có ý hơn, đời cao hơn, đó là đời 2010. Chiếc xe này có đời cao hơn là 2016. Và hiện nay đang được bán với giá tiền 695 triệu đồng tại chợ ô tô số 1 Hải Dương. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần kiểm tra phần kỹ thuật của xe các bạn nhé. Đây là phần chỉ của cánh bên phụ đây. Đây phần tai đây. Đây là phần chỉ của cánh sau bên phụ. Đây là phần chỉ của cánh sau bên phụ các bạn nhé. Còn nguyên zin hết. Đây ạ. Đây là phần đinh tán, cũng như là phần chỉ. Đây ạ. Ốc cabo bên các bạn nhé. Và xe còn nguyên. Đây nội thất của xe đây, 3 vùng điều hòa. Chúng ta sẽ đi đến phần chỉ của cánh sau bên lái đây. Đây là chỉ của cánh bên lái. Phần tai và phần bản lề đây. Cân bằng điện tử, chống trơn điện tử. Chúng ta sẽ đi đến phần đầu, khoang đầu của chiếc xe, phần đầu cũng như là khoang động cơ của chiếc xe nhé. Đây ạ. Chiếc xe này thì các bạn nhìn thấy ốc cabo nguyên zin chưa mở, phần tai tất cả còn nguyên. Đây ạ. Hai bên tai cũng như là phần răng. Đây ạ, hệ thống răng. Phần ủi làm sóc giờ còn nguyên zin hết. Bây giờ chỉ của cabo thì đây nhé. Chỉ của cabo đây. Các bạn có thể nhìn thấy chỉ của cabo tất cả còn nguyên zin hết. Bây giờ chúng ta đi đến phần động cơ. Động cơ của chiếc xe này thì sạch sẽ. Đây, rất sạch sẽ nhé. Và nữa là đây. Các bạn nhìn này, rất đẹp luôn. Đây là chiếc Kia Sorento 2016. Số tự động, động cơ 2.4, máy xăng 7 chỗ ngồi, bản đủ. Xe được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, đèn pin xe lông siêu sáng, xinh nhan trên gương, ghế chỉnh điện, nhớ ghế điện, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, để ấn nổ start stop, cruise control, đi ga tự động, động cơ eco tiết kiệm nhiên liệu, hỗ trợ dừng đỗ, 3 vùng điều hòa độc lập tự động, màn hình camera lùi, cửa sổ nóc panorama toàn cảnh. Và chiếc xe này hiện nay đang được bán với giá là 695 triệu đồng. Mời quý vị về xem xe, kiểm tra xe, test xe và chạy thử xe trực tiếp tại cửa hàng chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ trực tiếp 0855 966 966. Và quý vị xem được video này, hãy nhớ vào bấm vào đăng ký kênh để nhận được những tin nhắn thông báo những video mới đến từ Dũng Audi.
và quý vị chỉ việc bấm vào tin nhắn đấy thì sẽ xem được luôn video quý vị nhé. Hãy bấm vào đăng ký kênh Dũng Audi, chợ tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo. Quý vị muốn được tư vấn xin vui lòng bấm vào Zalo, hãy gửi tin nhắn tên xe hoặc là gọi trực tiếp qua số Zalo, số điện thoại 0855 966 966. Dũng Audi xin cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Dũng Audi trân trọng kính chào quý khách.